Đăng Ký xin chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Bạn Đời Ăn Ý. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện và phát sóng hàng tuần lúc 20 giờ 30 phút thứ ba trên kênh HTV7. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Smoothie dưỡng ẩm Mịn Hồng thế hệ mới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với ba vị trong ban bình luận sẽ được chào đón tiến sĩ tâm lý Linh Trang, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường và ca sĩ MC Hoàng Rapper. Bữa nay các chị em mình tông với nhau nè, đúng không? Bởi vậy thấy không, tôi băng cặp, qua mặt của cặp Linh Trang luôn. Nhà mà làm như có hẹn trước cái sao trắng đỏ, mình tưởng chương trình Giáng sinh không đó. Ê Hoàng, dạ. Tự nhiên giờ mấy em anh muốn làm nàng Bạch Tuyết phải không? Cắn cái táo đó. Ê Hoàng, chị nhìn em chị thấy ngợp thở quá à. Sao không em mở bớt cái này ra đi. Thôi, em phải trịnh trọng tí để chào đón cặp đôi bữa nay chứ. Cặp đôi bữa nay cũng là một cặp đôi nghệ sĩ. Nghệ sĩ mà gia đình truyền thống nhà nòi luôn nha. Cái gia đình mà tôi ngưỡng mộ suốt bao nhiêu lâu nay. Tôi không hiểu tại sao cái gia đình gì mà phát sinh ra toàn những cái nhân vật tài hoa không. Tôi cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ họ để xem coi là những nhân vật này họ chia sẻ câu chuyện gia đình của mình ra sao và cái bí quyết trong gia đình của họ để giữ gìn hạnh phúc như thế nào nha. Đồng ý. Mời bác bình luận về chỗ. Cảm ơn. Và thưa quý vị, cặp đôi mà Đại Nghĩa vừa mới nhắc đến là một cặp đôi nghệ sĩ trên sân khấu cải lương. Gia đình nghệ sĩ đó là ai? Mời quý vị cùng theo dõi nha. Lê Thanh Thảo, Điền Trung. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Bạn Đời Ăn Ý. Bây giờ trước khi chúng ta vào chương trình chính thức, ta bắt đầu chơi vào cái mini game nhỏ nhỏ nha. Và sẽ được chào đón nghệ sĩ Điền Trung và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Chào đón hai vợ chồng đã đến với Bạn Đời Ăn Ý ngày hôm nay nha. Chào em xin chào anh Nghĩa. Dạ em xin chào chị Linh Trang, xin chào chị Cát Tường và anh Hoàng Rapper. Dạ, chào quý vị khán giả thân thương. Nói nghe nè, nghe đến cái tên Bạn Đời Ăn Ý, hai vợ chồng nghĩ đến điều gì? Dạ nghĩ đến Ăn Ý. Tức là mình cũng phải tự tin là mình có ăn ý, mình mới dám nắm tay nhau tới đây đúng không? Đúng rồi. Chứ có những cặp gia đình chương trình mời là từ chối liền từ ngoài cửa đó. Tại vì họ không có tự tin vào cái độ ăn ý như bản thân em nè. Bản thân Điền Trung và Lê Thanh Thảo rất tự tin về cái độ ăn ý. Bởi vì hai vợ chồng sao? Rất là ăn ý luôn. Dạ. Đừng anh, để nói ăn tức là ăn ý từ sân khấu đến mà dưới ăn thịt tôi luôn đi. Trời rất là dạ luôn. Thấy là kiểu rồi đó. Thì em nói bây giờ nói đi ha, rồi chừng nào chơi mới biết anh ha. Em ơi có nhiều người vậy đó em. Nhất là mấy ông chồng, mấy bà vợ là còn điềm đạm này kia. Em đặc biệt nói sao là có vậy à? Tức là cái độ ăn ý của vợ chồng em rất là cao. Vậy thì cho hỏi thăm cái vợ chồng mình ở với nhau được bao nhiêu năm rồi? Đám cưới chính thức là 2008. Như trước đó là một năm là coi như là 2007, là tức là tới bữa nay là 14 năm. Thôi qua đây đi, ông này nói nhiều quá, tôi hỏi thăm cái gái tôi thôi. Hồi xưa ai cua ai. Anh biết cái tính em rồi mà. Thì sao? Có gì cũng im lặng chứ đâu dám nói. Ủa vậy hả? Anh tưởng em là người cua trước. Dạ có nha. Cái vụ đó là không có cua. Có hả? Dạ có gì chứ con trai ta nói trước. Dạ. Mà hồi đó anh quen nhau ở trong đoàn hay là quen nhau đâu rồi tìm hiểu làm sao? Dạ thưa, quen nhau ở trong đoàn. Lúc đầu thì không có để ý nhau đâu, cũng chẳng biết anh là ai luôn. Khi mà được nghe khán giả nói cái anh đó hả hát mà cái miệng nó lạ lạ, nó chu chu, nó nhọn nhọn đó, cái bắt đầu em để ý anh. Ai lắm chung luôn với mình mà chu chu nhọn nhọn ta, trời hát chung mà mình chưa bao giờ mình để ý đó. Cái khúc đó mới bắt đầu để ý
mình đi tìm hiểu đó, hai vợ chồng diễn chung những vở tuồng rồi vô tình lại đóng cặp với nhau rồi bắt đầu để ý nhau, tức là để ý cùng lúc luôn. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà tỏ tình lỏng tỏ tình trước. Dạ đúng rồi, người ta mua nước mua đồ ăn vô và phục vụ cho em tận tình lắm anh. Dạ, trở về cáp vô bỏ vậy thôi đó hả? Nhiều đó thôi. Vậy vậy rồi. Mình hỏi sơ sơ để mình biết cái quá trình hai bạn này đến với nhau như thế nào. Còn trong cái câu chuyện tình nó kéo dài tận ngày hôm nay 13, 14 năm, nó có những cái điểm gì lắc léo thì trong từng cái thử thách chúng ta sẽ khai thác thêm nha. Dạ. Mời hai em về chỗ. Dạ, em chào quý vị. Bây giờ thì hai em sẽ cho mọi người biết rằng là mình nghĩ gia đình mình á sẽ ăn ý với nhau được khoảng chừng bao nhiêu điểm. À, mình chắc ăn ý lắm em. Đừng nghe em đừng em phải chọn cao lên. Chị thấy độ tự tin của em là em vô 10 được. Dạ. Ủa gì vậy? Thiên tốn hả? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào con đường khai thác đời tư. À không, à, khai thác những cái khía cạnh khác nhau trong cuộc sống hôn nhân của cặp gia đình Điền Trung, Lê Thanh Thảo nha. Sẽ bước vào vòng thi đầu tiên, vòng thấu hiểu. Để bắt đầu bước vào vòng này, chúng ta có 10 câu, 5 câu sẽ dành cho Điền Trung, rồi 5 câu sẽ dành cho Thảo. Giờ mời Trung lên đây trước cùng với anh nào. Hiểu nha. Nói là dành riêng cho từng người vậy thôi, chứ thiệt ra là hai người cùng trả lời. Yeah. Đó, nhưng mà để coi cái mức độ của cái người đứng trên đây nè, có hiểu cái người bên dưới nhiều hay không. Thảo sẽ viết câu trả lời của em vào bảng nha. Yeah. Sau đó Trung sẽ cho mình biết câu trả lời. Câu số 1, Thảo hay cằn nhằn Trung vì vấn đề gì? Không gọn gàng, không thể hiện tình cảm, không dành nhiều thời gian cho con. Em có thể em chọn một trong ba hoặc là chọn cả ba luôn cũng được. Ba số là được luôn hả anh? Được hết em. Rồi bây giờ em được nói chưa? Đi Trung. Phải còn nữa thì em ghi thêm. Thì em tự thú đi. Dạ ba là nó có hết luôn rồi. Chứ là ở nhà là ăn ở bày bừa lắm sao vậy Trung? Giống như là nghĩ là thôi có vợ gọn gàng quá rồi thôi mình gọn gàng chi. Trời ơi. Anh này hay nha. Mà không gọn gàng thường là sao? Tức là thay cái áo ra liền, đá đôi dép ra, đôi giày ra là liền. Chính xác. Ủa dạ? Trời ơi, đi hát đó anh, đi hát về là nói chung là quần áo là để đó đi ha. Rồi ai muốn dẹp dẹp, đó không dẹp thôi. Đó, nói chung là nhiều khi ỷ y gieo vợ quá rồi đó. Là có vợ rồi, vợ sẽ làm cho mình ngăn nắp đó. Rồi. Bớt bớt lại để người ta nói mình hiểu nhau quá. Không, em có đâu nói vậy mà. Mà em làm hết đó hả Thảo? Dạ. Chưa còn vụ này nữa, còn cái vụ này nữa. Không thể hiện tình cảm là sao Thảo? Dạ, nhiều khi hồi trước á, cái lúc mà mới yêu á, mình cảm thấy là mình được tỏ tình nhiều hơn và được nói những lời ngon ngọt giống như là... Lãng mạn ghê dạ, ha. Dạ, đúng rồi. Dạ, hồi xưa rồi được đi dẫn đi uống cà phê hoài chị. Mua đồ ăn nữa. Dạ đúng rồi, là chăm chút dữ lắm. Mà tới hồi mà có gia đình rồi giống như là ỷ y quá đó. Không còn nghe những cái lời mà yêu thương mật ngọt như hồi xưa nữa. Cái dòng mà của mình rồi đó. Mình dạ, đúng mình rồi. Cảm thấy ơi trời, nó nằm trong tay tôi rồi. Còn ngày xưa cái cục đó nó để bên ngoài, bao nhiêu đứa nó dây quanh, cho nên là phải làm đủ mọi cách để mà săn đón lấy cục đó về. Ông ức chế làm hay gì mà Cho trải lòng trải lòng hả? Rồi trải đi. Em tức là bạn thân em nó thật sự luôn á. Nếu mà nói tiếng mà ngày xưa mà em tỏ tình mà lãng mạn hay cái gì á thì thật sự chắc không có đâu. Ngôn từ mà lãng mạn hay là nó tiểu thuyết lâm ly bi đát thì chắc chắn là sẽ không có. Bởi vì cái bản thân mà Điền Trung mà khi mà thấy một cái gì mà nó ướt át hay cái gì đó, tự nhiên là da gà nó nổi lên gì nè. Giờ cho nên thật sự em làm bằng cái lòng của em. Tức là cái gì em lo lắng được, thậm chí không cần nói là em có thể em sẽ lo lắng cho vợ em. Và em sẽ làm tất cả những gì yêu thương em dành hết cái cho vợ. Cái kiểu như là bằng hành động, không bằng lời nói. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi phụ nữ người ta thích em hiểu mật ngọt. Em hiểu. Ta khoái rót mật vô tai người ta, cho nên lâu lâu nhá hàng một vài câu. Em đẹp quá em ơi. Có. Anh. Em là duy nhất của lòng anh. Chứ. Đúng rồi. Cái câu này em nói. Lâu lâu cái buồn buồn cái hỏi. Anh, em đẹp không đó? Trời ơi, em là không có ai qua được em hết trơn luôn á. Mà em là giữ vậy. Cái mặt em giống vậy đó hả? Đúng rồi. Cái mặt giả trân hả ơi. Có gì em sợ lắm anh. Đúng không? Rồi, cho coi đáp án của Thảo nào. 1, 2, 3 trùng khớp nha. Ông nào có đầy đủ tất cả những cái điều đó. Câu số 2, Thảo có muốn Điền Trung thường xuyên nói những lời ngọt ngào tình cảm với mình không? Rồi Trung trả lời. Có. Mà bà có hay đòi hỏi chuyện đó không? Có. Bà đòi hỏi làm sao?
anh xanh không không nói gì chứ à, nó quỵt tè cả luôn vậy đó. Trời ơi, anh thì sao không thấy anh tặng quà cho em vậy? 8 tháng 3 lại à, vì lâu quá em không làm chuyện đó. Phụ nữ bao giờ người ta cũng ý tứ tế nhị, không muốn nói ra đâu. Em cũng có trả lời một câu cũng rất là hợp lý, hợp tình, và cũng như là thử coi, nói về khoa học thì cũng rất là hợp luôn. Khoa học luôn hả? À, khoa học luôn. Em chỉ trả lời gọn vậy thôi. Nói sao? Em không đưa tiền trong túi, anh lấy gì có tiền anh mua quà cho em. Tài khoản của em bao nhiêu, vợ vô tiền bao nhiêu là vợ em đều biết hết. Và thậm chí em đi hát về bao nhiêu là em móc ra một cái kịch là em đưa vợ em cất đi. Ôi, thấy ghê chưa? Siêu anh hùng vậy. Cái giày phong quyền lực chứ có đàn ông. Nè, dẫn mặt ở tôi ha, cất đi. Có trùng không đã? Dạ, nói chung là muốn nói ngọt, nói ngon đó anh. Nhưng mà nếu mà anh Trung nói những lời đó với em mà hiện tại bây giờ là em không muốn. Tại sao? Tại vì á, em thích cái tánh của anh Trung nó trung thật hơn. Em không thích mà vì lời nói của em để thể hiện anh Trung mà không có chân thật thì em cũng không muốn. Đúng điều rồi, đó xảy ơi. Ra có cái mùi sai rồi đó. Đính chính nhiều vậy là sai rồi đó. Không. Câu số 3 nè, vở diễn nào khiến cả hai nhận ra mình có tình cảm với đối phương? Nhưng cái vở nào dạ chu chu mỏ nhọn nhọn ra là chắc nhớ rồi. Nhớ rồi. Ghi xong chưa chị? Ghi xong chưa chị Thảo? Dạ, dạ rồi. Rồi mời Trung. Vở gì? Dạ máu nhuộm sân chùa. Trời ơi. Từ từ Đức Khoa, có trùng khớp không có đã? Em ghi lộn tuồng. Không có được sữa. Lộn tuồng ráng chịu. Lộn tuồng là cặp đó. Giờ lên anh xem. Cái gì vậy? Mùa thu bạch mã sơn. Không trùng khớp. Cái này là vợ em trùng, em bảo đảm luôn. 70 tuổi rồi. 70 tuổi. Có đáng gì? Ông có ba mấy năm nữa là 70 tuổi. Nói chơi là Thảo có cái tính cũng dễ quên lắm. À. Nhiều khi nói cái tuồng này chứ hát cái tuồng kia. À, lộn tuồng phải không? Lộn. Nhưng mà đúng là tuồng nào? Giờ hai người nhớ lại có đúng là tuồng nào. Em bảo đảm em chắc chắn luôn là Thảo sẽ nhớ đúng ngay cái tuồng đó luôn. Nhớ khoảnh khắc đó đó, em kể khoảnh khắc đó nè. Những cái tình huống mà để cho hai người giống như là ôm nhau rồi mà có thể là mặt cạnh mặt với nhau đó, cái tự nhiên cái làm cho mình mắc cỡ. Mình hẹn thùng cái nhưng mà bây giờ anh nói máu nhuộm sân chùa thì chị đúng đó không? Nhớ cái cảm xúc máu nhuộm sân chùa không? Máu nhuộm sân chùa là thật sự là chỉ là hai cái bạn diễn cái khúc đó là đối nghịch thôi chứ không có diễn tình. Rồi vậy tóm lại là câu này là sai rồi đó Nghĩa ơi. Em nhớ nội dung không? Cái bà này mà chuyên đi hại cái cô mà đầu chánh đó thì anh là cái người mà thích cô đầu chánh. Còn đó. Em đúng vậy, cái bà đi hại đầu chánh thôi. Em đúng vậy, cái bà đi hại đầu chánh. À, đó, đó cho nên là hiểu sai tuần luôn rồi. À, Chu Khắc Kiệt và Chu Tuyết Hận, cái dây mà cổng trên lưng đó, cái đó là máu nhuộm sân chùa. Ừ. Dạ người ta đang nói máu nhuộm sân chùa đó là cổng nhau đi rồi mới có điện đó. À, dạ, dạ, đó đó đây, đó 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 em đó 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 vợ em quá vậy. Ủa vậy cũng hay nói em câu đó đó. Nhỏ em gái anh mà anh phải thương nó chứ. Trời vậy ơi, là đúng rồi. Cái tù máu nhuộm sân chùa. Dạ, à, cổng dạ, trên lưng rồi. Là điện giật giật trên lưng em á hả? Phải chứ cũng ghét. Khi mà giải thích thì cũng là giải thích. Dạ, nhưng mà hiểu vỡ quá, nhiều khi nó bị lộn, bị lộn, lộn tình tiết. Phải chi mà hai người nhớ cái tuồng đó hát chung nhau một câu cho mọi người nghe. Anh thuộc đó anh thuộc đó. Anh thuộc mà anh thuộc cái lớp anh hát với Đào khác. Ai cái này dễ thương nè. Đau lòng ghê. Cái vở đó là Thảo đóng vai Chu Mộng Thúy. Trung thì là không, em là Chu Tuyết Hận. À quên rồi, anh quên rồi. Anh quên rồi. Xin lỗi anh ơi, có hai đứa con rồi cho nên anh cũng sai. Em có đẻ không? Ủa Chu này không đẻ không Chu? Không, vợ em đẻ. Sao bây giờ trí nhớ vậy? Trời ơi, lỗi rồi. Nói nghe là thôi bây giờ mình đừng nhớ tên nhân vật nữa. Có thuộc câu nào hát liền tặng mọi người nghe câu thôi. Phùng Nghi Định đã đến à, sao giờ này không thấy bóng nàng điêu à, vậy ta mau tóc tạm kỹ à, tiền chờ nàng ra đây để cùng ta đối à, diện à. Tình lang nói gì xưa giờ vậy mà yêu đó. Tình lang à, tiếp đối sư đi nè điêu thuyền yeah.
đây hằng trong đó, đó đã đến đây, vượt ngang trùng nhẹ tách đường mây, sông muôn cụm mài chèn la liễu, thuyền qua đây cho ta biểu. Ừ, chàng qua đây thiếp bảo. Ừ, trời đất ơi, thuyền qua đây cho ta biểu. Chàng qua đây thiếp bảo. Biểu bảo à. Trời đất ơi, biểu bảo gì mà biểu bảo nhiều quá, ai biết cái biểu bảo nào hả? Điêu thuyền. Ngày xưa quên rồi đó. Không mà hay quá. Hay quá. Cảm ơn tạ. Cảm ơn quá. Bây giờ tôi khẳng định luôn, ông này cũng có lén lén đẻ nè. Cũng không luôn. Không có nhớ nhiều, cũng mất trí nhớ thường xuyên. Trời đó. Hay quá à. Hay không? Chơi giọng hát nghe nổi da gà luôn á. Bởi vì tôi nói tại sao mà tôi như tôi ngưỡng mộ cái gia đình này là vậy đó. Công nhận không? Ủa bà cái tuồng mới hát cái tuồng gì vậy? Lữ bố hí điều thuyền đó. Tự nhiên mà đang nói máu dùm sân chùa là có khóa lữ bố. Thì tại vì nói là nhớ tuồng nào hát tuồng đó. Đây, nhưng mà hát hay là hát hay mà câu đó vẫn trật ha. Câu đó vẫn trật. Câu số 4. Giai đoạn khó khăn nhất trong chuyện tình cảm của cả hai là khi nào, vì lý do gì? Có lẽ là cái lúc Thảo mang bầu. Lúc nào mà Thảo mang bầu là Thảo ở nhà, tức là không có đi hát được rồi buồn. Tuy là đi hát xong là em chạy về nhà, nhưng mà mình cảm giác được là, tức là cái người nghệ sĩ đứng trên sân khấu mà khi mà không được hát một cái thời gian dài đó, buồn ghê gớm lắm. Hay là mình cần làm mấy rồi cằn nhằn cái này kia, cái giận vô cớ. Thì em không có hiểu là đúng hay không, nhưng mà theo em thì chắc có lẽ là cái thời điểm đó, thì tại vì cái thời điểm đó là em, bản thân em sẽ quan tâm cho vợ em rất là nhiều. Đáp án của Thảo là gì nào? Dạ không. Tức là với Thảo thì không không có cái giai đoạn nào mà quá khó khăn trong cái cuộc sống vợ chồng, đúng không Thảo? Dạ. Nhưng mà những cái khoảng thời gian như em mang thai con á, thì như Trung nói là em ở nhà suốt bao nhiêu lâu như vậy, em có buồn, có bực, có khó chịu này kia không? Dạ thưa có, rất là tủi thân luôn. Thì cuộc đời của mình từ lúc nhỏ cho tới bây giờ là chỉ biết đi hát thôi, chỉ biết cống hiến cho nghệ thuật thôi. Mà trong cái khoảng thời gian đó mà tự nhiên mình nằm ở nhà hoài, giống như là mình giống như là một người bất lực vậy đó. Mình không làm ra tiền, rồi tự nhiên mình nằm mình phải đợi chờ rồi chồng về nuôi mình, hoặc là bản thân mình không làm được một cái điều gì mà tích cực hết trơn. Mình cảm thấy mình bị thu người lại, mà suốt ngày chỉ biết khóc thôi. Giống như bị trầm cảm. Dạ, cảm sau sinh. Trước khi sinh cũng đã bị luôn hả chị? Trước khi khi mới sinh bầu mà mới sinh em bé ra, mà giống như là mẹ em hoặc là chị ba chú Sương á, mà lên ẵm con một chút xíu xuống dưới nhà thôi, chơi chút xíu thôi, mà ở trên đây giống như là lửa nung nao cồn cào, giống như là con mình bị bắt đi đâu á. Mẹ ơi đưa con lên đây, hoặc là chị ơi đưa con cho em đi. Rồi bao lâu em mới vượt qua được cái điều đó, hay là cho tới khi em đi diễn trở lại? Tới giờ luôn đó chị. Dạ nói chung là nhiều khi mình được hát trở lại là cái tinh thần của mình cũng được giải tỏa được nhiều hơn. Dạ. Bây giờ các con cũng đã tương đối lớn cứng cáp rồi, cho nên là mình cũng đã quay trở lại mình làm nghề được nhiều rồi Thảo ha. Dạ. Rồi tiếp nha, câu số 5. Món quà nào của Điền Trung tặng khiến cho Thanh Thảo cảm động nhất? 8 tháng 3 còn không tặng quà thì làm sao mà trả lời. Nhưng mà lâu em nhớ là tức là quà nhỏ nhỏ lúc lấy là em không có tặng, nhưng mà em có một tặng món nhà tương đối là vợ em nó thích lắm, mà không biết là đúng hay không nha. Thì từ từ đang ghi kìa, vợ đang ghi. Rồi đó em nói đi là cái gì? Chiếc nhẫn hộp sò. Nhẫn hộp sò. Rồi đáp án của Thảo. Wow. Đúng không? Nhẫn hộp sò. Wow. Tặng nhân dịp gì vậy Thảo? Cũng vậy. Không có dịp gì. Sao hả? Nhắc tới cái này là không phải là vì một cái vật giá trị, tại vì cái tình cảm của anh và bao nhiêu công sức, giống như là làm bao nhiêu khả năng thì tích góp lại, anh dành dụm làm cho em bất ngờ, anh mua chiếc nhẫn về anh tặng cho em mà không nhân dịp gì hết. Vợ chồng nói chung là cũng tự lập tự thân để đi làm, cũng không có nhờ vả gia đình. Một số tiền đó cũng cảm thấy đối với tụi em rất là lớn. Mà anh dành dụm được, anh tặng một chiếc nhẫn đó, em cảm thấy là tự nhiên mình cảm thấy quý trọng và quý giá rất là nhiều. Tự nhiên nói anh mua gì vậy? Tốn tiền quá. Trong khi gia đình mình rất là khó khăn, cũng rất là cần nhiều thứ để lo cho con, lo cho gia đình, mà dồn biết bao nhiêu tiền vô chiếc nhẫn đó, em cảm thấy là em mình thích, mình thích, nhưng mà mình rất là tiếc.
mình rất là uổng. Nhưng mà mình hạnh phúc đúng không em? Mà chị rất hiểu cái cảm xúc đó, vì biết bao nhiêu người phụ nữ cũng y chang em như vậy đó, rất là hạnh phúc luôn. Nhưng mà nói với chồng, trời ơi, mua làm chi vậy? Ngày hôm nay cái hạnh phúc đó nó vẫn còn cái cảm xúc cho em, mình thấy thương lắm luôn á. Tiếp tục làm cái điều hạnh phúc đó nhiều lần nữa nha. Dạ không, em câu em... này hay với nghĩa chị ủng hộ nghĩa nào. Tuy là bà khóc vậy thôi chứ mà tặng nữa là bà cười. Bản thân em thì em cũng rất muốn ngày nào cũng là cái ngày 8 tháng 3 đối với vợ mình. À. Nhưng mà quan trọng một điều là cái kinh tế của mình có cho phép hay không, cái điều đó. Thật sự mà nói, vợ em là một cái người rất là lành tính luôn, đến nỗi mà thậm chí mà nói à chỉ cần kêu à đưa đi, thậm chí hỏi nhiều khi ở cái tiền lấy tiền đó nhiêu vậy, nói anh làm gì đó, gần đến thành gì đó, chứ cũng không có quan trọng lắm, tức là cũng phải hỏi một cái dằn lại cho người ta, làm cho mình bị tổn thương một cái, tại sao tổn thương cái gì, người ta phải tìm hiểu coi lấy tiền làm gì chứ tổn thương, tức là tại vì bao nhiêu em làm em cũng không có để riêng, mà em đưa tất cả, mà mỗi khi mình nói em ơi đưa tiền thôi, lấy làm cái gì vậy, thì đương nhiên ta phải tìm hiểu chuyện đó là đúng rồi. Cũng tổn thương chứ, tổn thương gì trời. tại vì bản thân mình là chưa có làm cái gì bậy hết. Tức là không phải ý người ta muốn hỏi là em cần tiền đó đem làm cái gì, chứ không cho phải biết là, thôi cho biết thôi. Mà sao có em thật sự bản trời, sao mong manh dễ vỡ vậy ông. Bản thân của em ngộ lắm nha. Ủa tại sao không tin tưởng mình vậy? Em là bản thân em là như vậy. Thôi bỏ suy nghĩ đi em ơi. Nhiều khi là người ta chỉ hỏi cho biết thôi, chứ không phải là không tin tưởng em. Nhưng mà khi mà cuối cùng là mục đích dẫn về cho vợ con hết. Đó là một cái câu quan tâm hỏi thăm thôi. Vậy thôi. Vậy đi. 5 câu rồi, mời em về chỗ. Thảo lên đây cùng với anh. Rồi bây giờ Trung sẽ viết câu trả lời của mình vào bảng nha. Câu số 6 nè, vai diễn nào là vai tâm đắc nhất của Điền Trung? Có rồi. Theo em thì sao Thảo? Cái vai mà quan trọng nhất. Cái vai mà ông đi rồi ơi. Ừ. Em nghĩ mà cái vai mà khó nhất đối với ảnh là chắc em nghĩ là bên gia đình em cái tuồng cổ á, sau này mới qua được chơi. Gia đình em được học hỏi cái bộ môn tuồng cổ, vai của ông lão nữa đó. Vai gì Lý Đạo Thành. Tôi thấy chất quốc rồi đó, trong tuồng câu thơ Yên Ngựa đó. Mời Trung. Vợ chồng mà em đã nói ăn ý lắm, đừng có cãi em. Hết gì? Hết là gì? Hết là các vai luôn hả? Không nhớ vai đó là vai gì luôn á. Vai hết đó, em nói là trong cái Hiêu hiêu gió bất dạ đó. Mà cái vai hết này mang lại quy chương nào cho Trung? Dạ quy chương chuyên nghiệp toàn quốc anh. Quy chương vàng chuyên nghiệp toàn quốc năm mới nhất hay sao? Dạ năm 2018. 2018 cùng đoạt quy chương vàng năm đó. Dạ vở diễn cũng được quy chương vàng luôn. Câu số 7, mời hai người nhìn lên màn hình. Số 1, số 2 và số 3. Điền Trung thích nhìn thấy Thanh Thảo trong hình ảnh nào nhất? Số 1 là coi như là hình ảnh khi hóa thân vào vai diễn. Số 2 là hình ảnh khi sửa soạn thật đẹp. Số 3 là khi ở nhà không có sửa soạn gì hết. Thích cái nào nhất? Số máy ghi vô. 1, 2, 3. Anh ghi rồi. Ghi rồi. Thảo ơi, trả lời đi em. Dạ đối với em thích số 1 nhất. Đối với em thôi, còn đối với chồng em? Em nghĩ chồng em chắc cũng giống như em á. Tại vì cùng là một nghề, và bản thân mình được diễn, được hát, được thể hiện những nhân vật buồn vui đồ cũng trên sân khấu hết. Mời Trung. Trời sao không? Được số 1. Thì đúng rồi, nhà nghề với nhau mà nhìn thấy hình ảnh vợ mình trên sân khấu quá thân hình các vai diễn, nhìn thích lắm chứ. Câu 8, nhìn hình tiếp nha. Trời. Đây là khoảnh khắc hai vợ chồng biểu diễn trong vở cải lương nào? Anh nhớ không anh? Anh nhớ chứ. Mà cuối cùng em là người quên mới vui á. Không, cái này em nhớ. Thảo, sao nào? Dạ thưa, cái vở này làm dấu ấn nhất là trong cái của chương trình Bầu Trời Xanh. Dạ có con em tham gia là vở diễn Na Tra. Đây là vở Na Tra. Dạ. Và đóng vai là Lý Tịnh với lại Lý Phu Nhân á. Dạ, hả? Đúng rồi ạ. À. Cha mẹ của, ba mẹ của Na Tra, Na Tra là Na Tra, lúc đó là bé Thảo Trâm con em đóng. Mời Trung. Dạ Na Tra. Tra trùng khớp. Câu số 9, đây một nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện lên sân khấu.
Xin mời con. Lên đây con gái. Tên tên đây. Thảo ơi, bạn này nghe hay hơn mẹ hồi mẹ còn nhỏ đó nha. Dạ, hay rồi. Con gái. Đi sau khi chào chưa? Chú đi. Không mà đẹp chào như ba mẹ luôn á. Cô chú nè. Chào con. Đây, mọi người thấy không? Cái mái tóc dây là mái tóc đào thương còn gì nữa. Dạ. Con giới thiệu con đi, con tên gì, con mấy tuổi? Con tên là Quỷ Điền Thảo Trúc, học lớp 28, trường tiểu học Cách Đoàn. Con là chị lớn trong nhà, đúng không? Con phải chị lớn không? Con phải chị lớn không? Nghĩa nha. Con là em. Con là em Út hả? Vậy chị con là Thảo Trâm. Vậy chị con mấy tuổi? Dạ 12 tuổi. 12 tuổi. Trời, hôm nay bác Nghĩa mời con lên đây để con câu hỏi, để hỏi thử con coi như thế nào. Bây giờ câu hỏi dành cho hai vợ chồng đây nè. Khi gia đình có thời gian rảnh, bé Thảo Trúc muốn làm gì cùng với ba mẹ nhất? Một là đi chơi xa, hai là cùng nhau ăn một bữa thật ngon, ba là cùng con xem phim. Đó, hai vợ chồng suy nghĩ rồi chọn đáp án đi. Thôi Di Thảo qua bên anh Trung đi, mình bàn nhỏ, đừng đâu cho bé nghe. Đó, hai vợ chồng bàn với nhau rồi chọn đáp án đi nè. Hai đứa là mỗi đứa ý thích, coi chừng nhớ lộn đứa kia nha chị. Rồi bây giờ con nói cho bác Nghĩa nghe coi. Dạ con muốn đi xem phim. Đó. Con muốn đi xem phim thôi chứ phải đi chơi xa hay là ăn ngon gì trơn trọi. Rồi giờ cha mẹ đứa bản lên coi nè. Ba mẹ giúp bước thôi. Đi chơi xa không là ba mẹ thích. Ba mẹ thích. Tại vì hôm bữa giờ là cũng tâm sự, lâu lắm rồi không được đi chơi xa là muốn đi Đà Lạt. Tại vì hôm bữa giờ là cũng có cho đi xem phim rồi. Chị hỏi lại, giữa đi chơi xa và đi xem phim thì con thích đi cái nào hơn? Dạ xem phim. Thấy không? Đó. Không còn gì để nói nữa. Xem phim bữa mẹ mới chưa đi coi. Nhưng mà con muốn coi nữa. Mẹ kỳ quá à. Nó ghiền lắm. Rồi cảm ơn con gái rất là nhiều. Bây giờ chào con về nha. Chào mọi người đi con. Chào con mấy cô chú. Chào con. 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 Biết gì sáng trời ở nhà. Câu số 10. Điều mà cả hai tự hào nhất về gia đình của mình là gì? Rồi, Thảo. Tâm đắc nhất là được hai đứa con. Hai đứa con. Theo cái nghề này anh đã biết rồi, rất là gian nan và cực khổ. Thì mình có nói với con là ba mẹ dù làm cực khổ bao nhiêu cũng làm muốn có khả năng để về lo cho các con học vấn của mình cho tới nơi tới chốn. Cái điều quan trọng là con cũng đã nghe lời của mình và học tốt, học giỏi để cái đó là báo hiếu cho cha mẹ. Là cái điều mà mình cảm thấy là gia đình mình êm ấm, hạnh phúc. Rồi, đáp án của Trung là gì? Yêu thương nó cũng nằm trong cái ý đó đó. Cái yêu thương nằm trong cái gia đình hạnh phúc êm ấm. Em thấy là nữa. Em thì là bảo vệ đàn em lắm nha. Không mà thương nhiều nhất nữa này nữa. Cảm ơn anh. Tại vì vừa hiện vừa dễ thương mà nó vừa giỏi nữa. Sao không thương cho được nha. Yêu thương thì cũng nằm trong cái ý đó, công nhận không? Công thì nhận. Chẳng qua là không nói ra cái từ yêu thương thôi chứ là một gia đình hạnh phúc êm ấm có con vậy là yêu thương rồi còn gì nữa. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, mời em về chỗ anh. Nha. Được 5 câu á. 5 câu nó không có phải là cái vấn đề ở đây. Đúng. Cái vấn đề là mình thấy giữa họ cái chuyện ăn ý với nhau như thế nào. Không ăn ý luôn á, trừ khi diễn thôi á. Mình bỏ qua những con số đi anh chị. Em nói thiệt chứ 5 câu sai nó không có nghĩa lý gì hết trơn á. Anh chị cũng đừng có buồn vì mình trả lời không có trùng khớp quá nhiều câu. Bởi vì sao? Qua đây mình mới hiểu được cái tính cách và cũng như là những cái ưu và cái khuyết của đối phương của mình. Rồi bên cạnh đó quay trở lại với anh Trung là em khoái anh quá. Cái sự tếu táo duyên dáng của anh đó, nó mang lại cho cái cuộc sống gia đình nó bền cho đến tận thời điểm ngày hôm nay là cũng có lý do. Chính nhờ cái sự phóng khoáng của anh, đi làm về có nhiều tiền đưa hết cho vợ, vậy mà cũng có lập cái thuyết âm mưu để gây bất ngờ cho vợ mình. Đó mới là người đàn ông của gia đình. Nên thôi mình cứ chấp nhận cho ảnh bừa bộn một tí, mình chăm sóc ảnh một tí. Đàn ông mà. Chị là thấy đàn ông vậy là được á. Nhưng mà nếu mà đàn ông mà nó cứ chỉnh chu quá gia trưởng, rồi ra lệnh. Ông chị mệt lắm. Em thích vậy nè. Mặc dù mình trả lời cái tỷ lệ câu sai đúng bằng nhau, nhưng mà có những câu sai nó dễ thương khủng khiếp luôn. Đó là cái câu mà hỏi trong đời sống tình cảm vợ chồng á. Anh Nghĩa hỏi có gì khó khăn không? Mà chồng em nói một cái khó khăn là lúc em mang bầu với sinh con thì em có những cái khó khăn về tâm lý. Nhưng mà đến câu trả lời của em thì là em thấy không khó khăn
khăn gì hết. Nhưng khi em kể những cái biểu hiện đó ra thì tụi chị với anh Nghĩa đều thấy trời cái đó rất là khó khăn. Như vậy có nghĩa là đứng trước khó khăn thì em tự chịu một mình. Nhưng mà chồng vẫn biết, chồng vẫn cảm nhận được cái điều đó. Chị cho là đó là một cái sự chia sẻ rất là lớn. Mà cái câu này mình trả lời sai nhưng mà lại là một cái điểm rất là lớn về cái sự tương đồng yêu thương với nhau giữa hai vợ chồng. Và một cái chút xíu nhỏ thôi, Thảo để ý thêm là hồi nãy Trung có nói với anh Nghĩa là đưa tiền là đưa dễ lắm, vợ em hiền lắm, nhưng mà cũng phải dằn lại một câu. Thì đây là một cái sự nhạy cảm đối với người nghệ sĩ. Thì chị nghĩ rằng là mình có thể bớt cái dằn lại chút xíu để cho cái cảm xúc nó đỡ khó chịu hơn. À dạ, tức là cũng cái câu nói đó mà mình nói bằng một cái sắc thái giọng khác á. Dạ. Hay gì anh lấy cái tiền này anh làm cái gì? Thì nó khác. Anh ơi, nói giọng đi thuyền vậy. Nói giọng đi thuyền á. Đi thuyền cái Thả rồi. Nói thử mà cái câu bằng giọng đi thuyền coi. Anh ơi, anh lấy cái tiền này anh đi đâu giờ? Nói giọng đi thuyền để coi. Diễn được hay là chồng diễn được? Thà là đứng trên sân khấu diễn mà còn ở dưới ở giờ diễn không được. Ở giờ đây hơn là diễn không được. Mình tưởng tượng thôi. Nếu như em đổi cái sắc thái của cái câu nói đó. Dạ em hiểu. Nên em. Nghĩa ơi, nói ra nè, Nghĩa ơi. Nghĩa làm gì ở nhà? Em lấy tiền chưa? Thôi bây giờ tốt cái điểm đi. Em nói thật sự luôn nha. Nếu mà vợ em hỏi câu anh lấy làm cái gì? À, ok em cũng gắng anh gắng giải thích là lấy cái đó chứ mà nói anh ơi lấy cái gì thôi em giữ luôn đi. Em không có chịu được cái vụ nổi da gà cho điểm cho điểm hôn lên đó chị dễ thương mà sao điểm ngược lại chín điểm. Cảm ơn chị. Bây giờ thì vợ chồng em sẽ cho anh biết cái điểm số hồi nãy mình đưa ra là 7 điểm á. Có muốn nâng lên hay không? Lên em. Bản thân em với Thảo là em nghĩ là không có được trúng nhiều như vậy đâu. Ừ. Trúng vậy là theo như em mà nhiều là nhiều rồi đó hả? Năm câu là nhiều hả? 2, 3, 8 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ 2. Đo độ sẽ chia. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng thứ 2. Và vòng này chúng ta sẽ thử thách cái độ sẻ chia của hai vợ chồng Điền Trung với Lê Thanh Thảo. Ở đây trên tay của anh có 3 cái phong bì. Và ở mỗi cái phong bì nó sẽ có một cái bộ phận nào đó trên cơ thể của chúng ta mà chúng ta phải thực hiện sử dụng cái bộ phận đó để chuyền cây đũa này nha. Phong bì này yêu cầu các bạn phải chuyền cây đũa bằng cái bộ phận nào đó. Thì cái người đó sẽ sử dụng cái bộ phận đó của mình để chuyền cái đũa từ bên đây qua bên đây cho người còn lại, sau đó bỏ vào cái mâm này là xong một cái. Nhưng mỗi bộ phận chúng ta sẽ phải chuyền hai cây đũa. Mời hai em ra đây. Bây giờ em mở ra em chọn phong bì nào. Nào trước. Thôi đường nào cũng vậy. Đây. Hai ngón tay liền nhau. Cái này đơn giản, dễ nhất. Quá đơn giản. 1, 2, 3, bắt đầu. Không được, không được. Không được, phải hai ngón tay luôn anh ơi. À, hứng luôn, rồi. Dạ. Đây. Rồi, đó, đúng rồi. Bình tĩnh nha. Không có gì em. Quá dễ. Quá dễ dàng, quá dễ dàng. Cái nào dễ làm luôn đi em, khỏi mở bao thơ khác em. Này bé Trúc không được làm gì hết. Đây tiếp, mở bao thứ hai coi là gì. Rồi, mở nào. Mở ra xem. Ha. Bàn chân. Chà. Rồi bỏ liền một chiếc giày ra, bỏ liền một giày ra. Đó, để lên trên cái mu bàn chân của mình á. Chà đây căng à. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Làm dễ à. Hay. Chuyền qua mới khó. Chuyền qua mới khó. Chuyền qua mới khó, đúng rồi. Chuyền rớt phải làm thì lại. Thì mới là thử thách chứ. Nắm tay anh thật chặt đi em. À, để ra bên này. Rồi, từ từ. Đừng bằng nha, đừng bằng nha. Khoan phá. Chỉnh đúng rồi, chỉnh cho vợ nè. Em ngã xuống em quắn cái gì, cái nó bị ấy đó. À, bình tĩnh nè, vui vẻ không quạo nè. Nó bị lăn. Không kẹp luôn. Trời ơi, bé Trúc muốn ngồi cười quá trời cười kìa. Được chưa? Là lâu thấy ba mẹ ha. Dù thế nhảy đầm. Ây da. Trời ơi, bị cái nào đầu nặng đầu nhẹ nè. Phải cân cái bên kia nhiều hơn. Thì phải cho nó cân bằng á. Rồi. Đó, gần được rồi đó. Okay. Hay quá, Trung ơi. Ok. Ok.
Giơ lên. Rồi, ok xong. Nhanh lên. Bàn chân là khó rồi ư? Chưa đâu, cái này mới ghê nè. Đừng nói bụng. Môi. Ôi, ngậm ngậm ngậm. Nói dễ mà. Không có ngậm. Không có ngậm. Để ở đây nè, chứ ai cho ngậm. Ừ đó. Ở mới bây giờ giá trị môi nhọn nè. Giá trị môi nhọn. Hay quá. Tự tin lắm. Dạ mới khó nè. Ê mấy bé, tụi con nhắm mắt lại đi. Được. Còn hai chồng làm gì vậy trời? Bom quá, không có được nữa chưa? Ai thấy chưa? Bây giờ thất bại của bom rồi đó chưa? Trời ơi, em không có nhồi, em không có để được. Em lấy môi em quặp đi Thảo, lấy môi quặp được rồi Thảo. Đó đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ biết rồi. Còn bao nhiêu mạnh luôn. Chưa. Mời bác bình luận. Dễ thương quá anh ơi, mà rõ ràng là em thấy là anh Trung á, ảnh nhường vợ mình nhiều cái lắm nha. Anh là một người hướng ngoại, đem ra anh rất là linh động trong từng cái hành động của mình. Còn chị đúng là biểu mẫu của một người phụ nữ của gia đình, cái làm cái gì cũng từ tốn, nhẹ nhàng. Nên có những cái mà trong những trường hợp cấp bách thì anh Trung lại là người luôn phải truyền lửa và tiết lộ cho chị biết những cái tư thế, những cái bí quyết làm sao để mình có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách sớm nhất có thể. Rõ ràng là cái sự nương tựa lẫn nhau của anh chị là không thể nào thiếu được. Nó hợp lý ha. Quá hợp lý luôn. Chơi game vui mà. Bình thường hai chồng hai đứa con bận muốn chết, không có thời gian đâu mà chơi với nhau. Nhưng mà vừa chơi là vừa rút ra được cái gọi là kinh nghiệm. Dạ. Lúc đầu ông để cái đũa đi chân á là ông để bằng. Đũa bằng thì đi nó bằng phẳng qua tới bển đưa cho vợ, thì để cái chân vợ vô thì nó nghiêng lên liền. Qua lần thứ hai là rút kinh nghiệm liền. Biết dạ. Rồi. Có nghĩa là để cái đầu nặng nó ít hơn đúng không anh? Để cái đầu kia nó dài hơn qua chuyển cho vợ nó dễ hơn. Có nghĩa là sau mỗi một cái vòng, một cái đợt ảnh làm là ảnh sẽ rút kinh nghiệm, mà ảnh toàn là rút theo cho vợ ảnh không à. Ngay cả ngậm chiếc đũa trên đây cũng vậy, ổng đi một cái NNN rất là hiên ngang, giống như như là cá gặp nước vậy đó. Mỏ nhỏ nhưng mà qua vợ làm không được là qua tới cái cây thứ hai là ông cũng chuyển trọng tâm liền, chuyển trọng tâm liền để có cái chỗ mà để cho vợ còn hứng nữa. Có nghĩa là chi, có nghĩa là sao, mình thấy rằng là ảnh đều thay đổi để cho phù hợp với vợ, tại vì ảnh biết là vợ thiệt thòi nhiều rồi, kiểu như trong cuộc sống cũng thiệt thòi nhiều mà chơi game miệng móm thiệt thòi nhiều. Thấy chơi rất hòa thuận. Có cái nào khó thì chỉ nhau chứ không có gây lộn, không có đổ thừa. Nhưng mà lúc tập tuần chung á thì có hòa thuận vậy không? Tánh của anh là hay cà rỡn vui vui đó. Mà nhiều khi trong cái lúc mà tập tuồng cái hồi gây cấn mà ổng cà rỡn thì em không ưa la bực lắm. Nhây. Nói, dạ. Anh tập trung lại đi đừng có giỡn nữa. Đó nhiều khi mình có một cái phẫn nộ cái chỗ đó. Dạ. Như vậy lúc nào mình trên cơn là mình dễ quạo. Bữa nay mình mới phát hiện là người ta trên cơn người ta không có quạo với mình. Cảm ơn ba bình luận. Và bây giờ sẽ là phần điểm số. Dạ. 9 điểm. Rồi một lần nữa, gia đình của Thảo có muốn thay đổi điểm số nãy em đã lựa chọn không? Dạ. Nói chung là mấy anh chị đã thương yêu mình, đã tích cực. Động viên. Động viên. Bây giờ cứ đu theo. Phấn đấu. Phấn đấu lên. Cho có động lực em. Hai ba. Chơi. Chạy lên nè. Và bây giờ sẽ là vòng thi thứ ba. Cùng lên tiếng. Anh về rồi đó hả? Ờ. Mặt mày tươi tỉnh hớn hở vậy là em biết có tin vui rồi. Sao anh? Anh đồng ý rồi đúng không? Là ngày mai mình bắt đầu vô nhiệm vụ mới nha. Không, anh từ chối rồi. Anh từ chối rồi hả? Anh từ chối rồi. Trời ơi, sao vậy anh? Anh có biết là cái vị trí đó đó biết bao nhiêu người cần không? Anh có biết là cái vị trí đó đó thậm chí người ta phải lo tiền lo bạc cho bên bà con em để mà vô được đó, anh biết lương nó cao cỡ nào. Bây giờ nghe anh nói anh biết là cái vị trí đó là biết bao nhiêu người cần thì bao nhiêu người cần, nhưng mà anh không có cần. Tại sao anh lại không cần? Anh không vì gia đình này sao? Anh không vì vợ con anh sao? Anh vì gia đình chứ. Cho nhưng mà cái vị trí đó là do nhà mình sắp xếp thôi đúng không? Cho nên anh từ chối.
anh không có hiểu gì hết á. Ờ ơi, em nói hết cạn lời hết cho anh, em khuyên răng anh chứ sao mà anh cứ phải sĩ diện vì cái điều đó vậy trời. Phải sĩ diện cho em, bây giờ anh nói tóm lại là như vậy, bây giờ sự nghiệp của anh là gia đình em được có xen vô nữa nha. Cứ để tự anh gây dựng sự nghiệp nha. Bây giờ cho anh thêm khoảng thời gian đi. Anh hứa một thời gian nữa thì anh sẽ có công ty riêng của mình. Lúc đó anh lo cho em được hết. Chốt lại là sự nghiệp của anh để anh gây dựng nha. Không nói nữa. Không rồi. Chốt cái gì hết trơn, làm sao mà chốt được. Trăm môi là trăm. Anh hai. Ba giận lắm rồi kìa. Ôi em ba không biết. Thèm qua nói chuyện với em luôn rồi đó. Ôi. Không thèm nói chuyện với Long luôn rồi đó. Em để rồi. Cả kỳ cục. Bây giờ anh hai cũng phải hiểu cho em chứ, bây giờ em phải có suy diễn cho em. Mà lỡ ví dụ nha, em lên cái vị trí cao đi, giám đốc hay cái gì đó đi, ra nhậu. Chúc mừng Nha Long, chúc mừng Nha Long. Vị trí này cao quá. Nhà vợ phải không? Gia đình vợ phải không? Nhà bác đúng không? Lúc đó thì sao, mặt mũi em sao anh? Đúng không? Sĩ diện có ăn được không? Đó. Mình phải thực tế. Đầu tiên, chúng ta là gia đình kinh doanh theo kiểu gia đình hệ. Long hiểu không? Dạ. Em đã từng từ chối một lần ba là ba đã phật ý rồi, nhưng mà ba cố gắng, ba thương em, đặc biệt là thương mấy trăm nữa. Tại vì sao? Cảm nhận rể mình tài giỏi chứ không phải vô dụng đâu. Chả lẽ chất xám vậy, năng lực vậy đi cống hiến cho mấy công ty nước ngoài hả? Cho người ngoài, người dân hả? Chứ sao em đây là của em thì để em tự đi đúng không? Bây giờ cứ là dính gia đình vô người ta nghĩ à, ha, Long này tài giỏi là nhờ gia đình chứ phải là nhờ tại sự đó đâu. Em biết nghĩ cho em mà em không biết nghĩ cho ba, cho gia đình của mình. Để cho em tự đi, lỡ như em vấp váp gì bên ngoài, bao nhiêu người ngoài đổ dồn, trời ơi, gia đình bề thế như vậy, bao nhiêu kinh nghiệm vậy, để cho ông rể nó tự nó bươn chải rồi nó vấp ngã, rồi nó bị thương vậy, không ai cứu nó hả? Nhưng mà gia đình hệ như vậy thì người ta sẽ nghĩ em là giữa hơi bên vợ, sao được đó. Em sống vì em, vì vợ em, chứ em phải giống gì người ta, gì thiên hạ, thì em cứ nghe thiên hạ hoài vậy. Em sống vì em cho nên là em mới tự lực em cánh sinh nè. Anh trời. Đừng cãi nữa, anh cãi một chút, anh hai em còn nhiều cái hành động động thái lắm. Nói chung bây giờ là chuyện của em, để cho em giải quyết không bàn nữa. Rồi giờ tính sao anh hai? Ủa. Trong cái câu chuyện của gia đình em á, đã từng bao giờ rơi vào cái tình huống giống thế này chưa? Ví dụ như là Điền Trung, khi mà em vào làm rể của gia đình của bên nhà của Thảo á, em có bao giờ bị áp lực bởi một gia đình với truyền thống nhiều đời làm nghệ thuật mà đều thành công hết như vậy chưa? Nếu mà nói thật sự áp lực thì em không có áp lực đâu anh. Tại vì em làm bất cứ một điều gì em cũng là đi lên từ đôi bàn chân của mình, và em muốn chứng tỏ với mọi người là em làm được. Em nghe lời ra tiếng vào, nhưng mà em không cho đó là cái lời lẽ tích cực, cho nên em chả quan tâm. Đó là chung này nó khôn, nhào vô cái nhà, nó biết nhà nó dựa vô đó là giống như dựa vô đó để mà nổi tiếng để nổi tiếng lên. Không sao cả, bản thân lương tâm của mình hiểu mình là ai, mình đang làm cái gì là được rồi. Và gia đình của bên vợ có nhìn thấy được điều đó hay không mới là một điều quan trọng. Vậy thì gia đình bên vợ em có nhìn thấy cái sự nỗ lực phấn đấu tự thân của mình không? Dạ có. Em rất là may mắn bởi vì hầu như là gia đình bên vợ em rất là thương em. Thấy em hát mà hư cái gì đó là chạy lại là chỉ nè, con làm lại cái đó đi, cái đó không phải đâu. Hồi đó ngày xưa là mợ thấy hay là dì thấy, cậu thấy là cô chú khác ta làm vậy đó, con làm lại cho nó đẹp nha. Bên em là gốc cải lương. Thực ra em là cũng là bốn đời theo nghề, nhưng mà của em là bên cải lương, thuần cải lương luôn. Thật sự bây giờ có nhiều người không hiểu, nhìn vô em tưởng đâu là em giỏi nghề lắm. Em cũng làm múa mai quay cuồng đồ dữ dằn lắm. Nhưng mà thật ra là em học theo từng vai diễn, chứ không phải là cái nền tảng căn bản như là trong cái nghề có. Nhờ có gia đình cầm tay chỉ việc. Dạ đúng rồi. Cái mọi người nhìn vào người nói Điền Trung dũng đạo dữ lắm à, giỏi lắm à, thật sự luôn đó. Cũng giống như là em vô đây mà em gọi em nói là hai chồng ăn ý dữ lắm. Cái kiểu đó như vậy. Thật ra anh thấy điều đó nó hợp lý mà có gì đâu đúng không? Khi đã là người một nhà thì cái chuyện mà cô dì chú bác anh em xung quanh hỗ trợ bằng cách truyền dạy chỉ nghề đó là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà em cũng nói thêm một cái điều này đó, nó rất là nghịch lý luôn nha anh. Trước đây em là con người không thích bộ môn tuồng cổ luôn. Tối ngày là em mở nghe cái lương thôi, mà hãy khi mà mở và nghe lên mà tiếng mà lóc cóc xẻng lên thôi em tắt liền. Em bắt đầu vào được cái gia tộc rồi thì bắt đầu em mới tìm hiểu và em mê, lúc nào em không hay luôn. Thậm chí là vợ em mà hồi nhỏ mà em coi mở TV em gặp vợ em là thế vậy? Em tắt luôn. Ghét em lắm, em điếu. Tại điếu. Em từ đầu em đã tỏ thấy cái quan điểm của em là từ nào giờ em rất là sợ những cái mãi mà trời ơi hồi nhỏ lên coi hát vậy. Là tại lúc đó người ta còn nhỏ. Em mà không biết mà em thấy là em
mà tự nhiên ghét đúng em mới ghê chứ. Ghét đâu, ghét của nào thì đau của đó mà em, là vậy đó. Dạ. Nhưng mà sau này khi mà em bắt đầu có những cái vai diễn mà của gia tộc mình tổ chức á, thì em chắc chắn là cũng sẽ nhận được một cái sự ưu ái hơn so với những người ở bên ngoài. À, cái này em không phủ nhận, cái này là thật sự là có. Bây giờ em đã là con cháu ở trong gia đình, cháu rể trong gia đình, thì được sự chỉ dạy mà bản thân em cũng phải cố gắng. Trong bộ môn của bên gia đình cũng ngộ lắm anh. Ví dụ như anh cảm thấy anh thích, anh đam mê anh học, có thể là người trong gia tộc dạy hết lòng, có thể là xả thân luôn để dạy luôn, nhưng mà cảm thấy mà cái điều mà ví dụ mà anh cảm thấy mình không thích lơ tơ mơ là giải một lần lơ tơ mơ là vậy thôi, không, nó không thích rồi. Cái kiểu vậy đó, thì rõ ràng thì bản thân nhìn vào được cũng thấy là con người em cũng làm máu rồi nhiệt huyết, cũng như là cũng cố gắng lắm, mặc dù cũng quệt bè lưa học dưa hết trơn đó. nhưng mà cũng ra trò, tức là cũng coi như là cũng có cái sự cố gắng trong đó, tiếp thu được, dạ tiếp thu. Nhưng mà gia đình như vậy là hỗ trợ. Dạ. Và nếu không có thì không có hứng thú thì thôi, chứ không có cưỡng chế gì, giống cái ông anh xuất hiện hồi nãy đúng không? Không, cái câu chuyện hồi nãy là em cho là cái câu chuyện bị lầm quá vấn đề. Thực sự mà nói em cũng là một cái mô típ giống như là cái anh thanh niên, nhưng mà anh thanh niên thì hơi bị thái quá chút xíu. Mà bảo thủ quá. Không, bị căng cứng quá. Ra thế này, với những cái gia đình mà gọi là mình gọi là danh gia vọng tộc đi, những gia đình lớn hoặc là những gia đình mà làm ăn lớn, tập đoàn này kia đó, thì cái điều đó anh nghĩ là có. Ban bình luận cảm thấy thế nào? Anh Trung nói rất đúng, có nghĩa là dù trong cái tình huống nó hơi quá thôi, chứ còn thật ra Tường thấy nếu mà mình may mắn mình yêu thương một người, mình lấy làm chồng hoặc làm vợ, mà gia đình của cái đối phương mà hỗ trợ gì được cho mình, giúp được cho mình chấp cánh ước mơ của mình, cho mình giỏi hơn về nghề, hoặc là nếu kinh doanh làm ăn mà hỗ trợ cho mình để mình có nhiều cái khách hàng hơn, phát triển hơn trong sự nghiệp, tại sao không trời? Nói cho cái đó là cái phước của mình sướng chứ, mắc mớ gì đâu, cái đó đâu có gì là xấu, tại đó là người nhà mình mà. Tại vì rồi ngay cả những gia đình danh gia vọng tộc hay là những cái tập đoàn lớn, đương nhiên người ta cũng muốn truyền bí kíp cho người trong nhà chứ. Thì cái đó là chuyện hết sức bình thường, đúng không? Trừ khi thằng nhỏ đó không thích thì thôi, giống như ta anh Trung nói rất đúng, bao nhiêu người muốn vô không được, phải không anh? Nhưng mà thật sự mình giỏi, mình phải giỏi thì nhà vợ dạy cho mình mới tiếp thu được. Mình không giỏi ai dạy mình được đâu. Gia đình của hai bên anh chị á, cực kỳ may mắn khi được làm xu gia với nhau và hỗ trợ cho nhau, đặc biệt là tôn trọng ý kiến của con trẻ nữa. Còn cái tình huống vừa rồi rõ ràng là anh chồng anh đã quá cố chấp. Đàn ông chỉ có nên có lập trường, đừng nên bảo thủ. Và cái tiếp theo là chúng ta phải sống vì gia đình, chứ không phải sống vì những lời đàm tiếu và bàn bạc ở xung quanh. Nên em thương vợ em lắm, nghe mang danh lấy nghệ sĩ tưởng sang lắm, mà nghệ sĩ em có cắt nào trong túi đâu. Toàn bộ tiền đám cưới là gia đình lợi vợ lo hết, tiền bạc nhà cửa em không có gì hết. Kể từ sau khi lấy vợ em mới có động lực để làm và tiết kiệm á. Phải cảm ơn vợ em rất là nhiều. Ủa, rồi nhân cơ hội gia đình ta rồi cảm ơn vợ nhà mình. Em tự nhiên đang nói chuyện nhà người ta cái quẹo về khen vợ mình ha. Dạo này chưa tặng hộp xoàn em đang hỏi. Em bữa nào em mời vợ em lên đây, hai vợ chồng qua đó ngồi. Đổi vai đi. Hai chồng qua đó ngồi. Thực ra qua cái tình huống thứ ba đó em, để mình nói lên cái quan điểm của mình mà chị nghe, hay để em chia sẻ chuyện nhà xong. Chị thấy Thảo với lại Trung rất là có phước khi mà mình kết nối với nhau bằng một cái nền tảng gia đình. Không phải do mình có cùng nghề truyền thống đâu, mà cái cách tụi em nhắc đến gia đình á, chú, bác, cô, dì, cậu, mợ, thím luôn. Con nít bây giờ mà em hỏi mợ với thím rồi đó là có khi nó không biết luôn á. Cho nên chính cái điều mà tụi em chia sẻ nãy giờ mới thấy cái giềng mối của gia đình nhỏ của mình á, có một cái giềng mối rất là nền tảng từ gia đình lớn. Mà thực sự cái này nó phải cùng cái hệ giá trị. Thì hai đứa em có một cái điểm chung đó mà chị nghĩ là nó sẽ làm cho cái sự hòa hợp bạn đời ăn ý của tụi em nó sẽ kéo dài, nó sẽ bền vững. Và chính vì cái sự bền vững gia đình đó nên chị nghĩ rằng là điểm của tụi chị nó cũng sẽ rất là bền vững. Nên em nên suy nghĩ về sự bền vững đó. Đó là một cái từ khóa để nhắc nhở đó. Bây giờ hai bên chúng ta sẽ cùng hội ý với nhau và chúng ta sẽ cùng đưa lên cái điểm số về mức độ ăn ý mà mình tự đánh giá về nhà mình ha. Nếu như ban bình luận và gia đình của em đồng điểm thì chúng ta sẽ có được số tiền thưởng là 10 triệu đồng cùng với một cặp điện thoại. Còn nếu như mà hai bên chênh lệch nhau hỏng trùng thì gia đình em sẽ nhận được 5 triệu đồng cùng với một bộ sản phẩm gia dụng. 1 2 3 Yeah! Không cười đâu, em sẽ bền vững. Thương nhà. Em cũng bền vững. Em cảm ơn ban bình luận đã bền vững. Cảm ơn các anh chị. Mời hai em lên đây.
gửi gia đình mình. Dạ. Số tiền 10 triệu đồng cùng với một cặp điện thoại. Cảm ơn thầy. Cảm ơn nhé. Mời ba Bình Luận lên đây. Luôn. Lên chia điện thoại. Chia cho em cái hộp nha. Thưa tất cả quý vị khán giả, chương trình Bạn Đời Ăn Ý đến đây xin được phép kết thúc. Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện, và chúng tôi sẽ gặp quý vị khán giả hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Smoothie dưỡng ẩm Mịn Hồng thế hệ mới để đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Và để cho chồng em vượt qua cái trầm cảm sau sinh á. Ok, vậy phụ nữ mới trầm cảm sau sinh. Dạ chồng em trầm cảm chồng gì? Trầm cảm sau sinh. Em trầm gì tài? Em rất là hừng hực, kiểu như em trời có con sướng quá, đã quá, muốn có thêm đứa nữa không? Nhưng mà chồng em thì kiểu trời ơi, đừng ngừng một đứa thôi đừng em anh lại em. Mình chơi chương trình mình nói thiệt nha. Bớt xảo trá. Em dịnh dai thì gạt ra. Nhưng mà lát hồi lúc em đưa về á thì ôm em dịnh vô. Thùng. Tại không chán thiệt mà anh giống như là đớp đớp cái gì á.